Để làm cái bài này thì có mấy cái yêu cầu. Thứ nhất là đây, người họ cho cái số liệu này. Thứ nhất là làm cái yêu cầu, một là nhập số liệu này, hai định dạng này, ba tính giá trị này, bốn tính thuế này, năm tính tổng số lượng và giá trị này, tính phí vận chuyển này, tính tiền này, sắp xếp này, định dạng bảng tính này. Đấy. Mấy cái đó thì chúng ta sẽ làm từng cái một nha. Cái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 việc cần làm. Việc thứ nhất, chúng ta sẽ làm việc thứ nhất này bằng cách là bôi. Số liệu. Đấy, bôi màu này. Thứ nhất là nhập số liệu này. Đây, chúng ta sẽ nhập số liệu đây rồi. Có tên hàng này, loại hàng này, số lượng này, giá. Đây, chúng ta đã nhập xong nhá. Ok. Nốt vào đây là ok. Chưa? Đấy, ok đây. Cái thứ hai, bây giờ ta làm cái phần thứ hai là định dạng cột giá. Đây là cột giá đây. Cột giá đâu? Đấy, rồi cột giá đây nhá. Định dạng giá có dấu phân cách hàng ngàn, đúng không? Và đơn vị, đúng không? Đây là chúng ta muốn phân cách thì chúng ta thứ nhất là bôi, bôi đen toàn bộ cái số liệu đó, kích phải, rồi chọn format. Đấy, xong chúng ta chọn phần Number. number, đúng rồi. Nếu chúng ta muốn bỏ cái số thập phân đằng sau, bỏ cái số này đi nha. Đấy, thì là hết số thập phân. Ok. Sau đó thì chúng ta muốn phân tách bằng dấu phẩy thì chúng ta chọn vào USD. UC 1000, đúng không? Đấy, thì chúng ta ok thì nó sẽ, đấy, nó có dấu phẩy này, ở giữa nó ngăn cách, đây là 400.000, 700.000, nó dễ nhìn hơn. 8 triệu. Rồi, ok. Cái câu 2 đã xong, đánh dấu là ok. Tiếp theo sang câu 3, ý 3. Tính gì đây? Tính trị giá. Đây, trị giá là ô này. Thì trị giá theo công thức họ cho thì là sẽ bằng số lượng nhân giá. Đây, số lượng đây rồi. Ta tính bình thường như tính này, bằng này, và số lượng này nhân với giá. Được chưa? Enter là ra kết. Rồi, đấy, ra kết quả rồi. Thì chúng ta muốn tính cái tiếp theo ở dưới này thì chúng ta chỉ về việc là copy công thức và để vào đây kéo kéo xuống. Đấy, thì ra kết quả luôn của những cái còn lại. Và bây giờ chúng ta sẽ bây giờ lại chia dấu phẩy giống ở bên này cho nó dễ. Đúng rồi, bằng cách chọn tất cả các số đó và Sau kích đó phải chuột chọn for Next Excel. Cell Sau đó chọn chúng ta chọn number phần number và chọn chúng ta bỏ cái phần thập phân, số thập phân đằng sau này bằng cách không bỏ cái chuyển về không để nó không còn nữa. Sau đó chúng ta chọn cái dấu này để nó ngăn cách này này, ngăn cách số nghìn này này. Ok, dễ nhìn chưa? Vậy là cái ý này chúng ta xong rồi. Đánh dấu vào, bôi màu vàng và chọn ô. Ok. Tiếp theo sang mục 4. Chúng ta lưu lại nha. Thôi được rồi, tí nữa lưu sau. Sang mục 4 đây. Mục 4 này là việc tính thuế, đúng không? Thuế bằng cách là thuế thì bằng 10% nhân với trị giá nếu loại hàng là A. Đấy, tức là nếu hàng mà loại hàng đây mà có loại là A thì bị thuế Thế là 10%. trăm Đúng rồi. Nếu loại hàng là B thì thì thuế tính là thuế 20%, là 20% nếu thuế là loại. loại C Đúng rồi, thì thuế là 30%, đúng rồi. Còn nếu thuế mà ở hàng khác đúng thì rồi thuế là không. 0%,
Tức là ở đây chỉ đánh thuế loại A và loại B, loại C. Còn loại D là chúng ta sẽ đánh không đánh thuế, là thuế sẽ bằng 0%. Thế với bài toán này thì chúng ta sẽ tính thuế bằng công thức. Đây, dòng thuế đây. Chúng ta sẽ thuế bằng ít. Ít tức là nếu mà thuế, nếu mà loại hàng bằng A thì chúng ta lấy 0.01. Nếu loại hàng bằng B thì chúng ta lấy 0.02. Nếu loại hàng bằng C thì chúng ta lấy 0.03. Đúng rồi, đây thì bằng cái công thức này. Này, if này, if này, xong mở ngoặc này. Mở ngoặc này. Đây, ta tiếp theo cái thuế này nha. Thứ nhất là 10% là loại A, 20% loại B, 30% là loại C, còn 0% loại khác. Thì ở đây chúng ta có cái công thức để chúng ta tính, nếu thuế bằng 10% chúng ta lấy 0.1. Loại B thì 20% chúng ta lấy 0.2, C là 30%, thì đây nếu C5 bằng C thì chúng ta lấy 0.3. Đúng không? Còn lại những cái thứ khác nếu không phải là ABC thì chúng ta lấy về 0. Thì đây là mới tính ra cái thuế, thì là chịu thuế là bao nhiêu. Thì ở đây chúng ta thuế sẽ bằng cái thuế này nhân với cái giá trị này này, nhân cái tiền này này, nhân với bằng nhân với này. Nhân với cái F5 F5 ở cái hàng giá trị này. Tức là tổng thuế đấy. F5. Rồi. Đấy. Chúng ta sẽ ngân này, giá trị này sẽ tương ứng với cái thuế A thì 10% là ngân này. A là 10%. 10 triệu thì mất 1 triệu. Đấy. Chúng ta kéo là xuống. Rồi, đấy. Riêng cái loại D này là 0% này, bởi vì nó chỉ có đây chỉ tính thuế A và B và C thôi, nên A và B và C thì đều mất thuế cả. Đấy. Còn riêng cái ông D này là ông được miễn thuế nên ông được 0 nhá. Đấy, thì chúng ta sẽ chuyển cái này chuyển sang cái dấu phẩy cho nó dễ nhìn. Nhất là chọn number này chuyển cái này về 0 này. Thứ hai là tích vào đây này. Đấy. Thì chúng ta nhìn thấy cái thuế này với ông đây, với loại A thì là tận mất 10% thuế, thì ông A này là mất với 10 triệu thì mất 1 triệu. Đấy. Ông B này mất 20% thì nghĩa là ông thuê mất nhiều thuế hơn. Với 31 triệu của ông ấy là mất 6 triệu 3 tiền thuế. Còn ông C này là bị đánh thuế tận 30%, nên là cái lượng thuế rất nhiều. Ví dụ như anh C này mà cái giá trị lớn này, nên anh ấy mất 130 triệu tiền thuế. 30% của cái này cơ mà, đúng không? Nên anh bị rất nhiều. Còn riêng cái anh D này là anh ấy không được phải tính thuế, nên không phải trả tiền thuế. Thế vậy thì bây giờ sau khi chúng ta tính thuế xong rồi, ok, chúng ta đánh dấu vào đây. Ok. Sau đấy thì chúng ta sang mục 5 này, tính tổng số lượng và giá trị. Đây, giá trị, trị giá đấy. Đây thì chúng ta tính tổng vào đây. Trị giá sẽ tổng bằng bao nhiêu, chúng ta chỉ đặt việc auto sum cái là nó ra cái kết quả. Đấy, thuế xem bao xu xăm là tất cả ABC là 268.000 triệu tiền thuế. Đấy,
tính tổng giá trị. Ok, cái câu 5 này ok rồi nhá. Ok. Bây giờ tính phí vận chuyển như sau. Đây, phí vận chuyển đây và tiền. Phí vận chuyển sẽ tính như thế nào? Theo công thức của phí vận chuyển sẽ bằng tổng trị giá chia cho tổng số lượng nhân số lượng. À, đây, tổng trị giá này, được chưa? Chia cho tổng số lượng. Tổng số lượng đây, rồi. Và nhân với số lượng, nhân 10%, được chưa? Thì cứ theo công thức này làm thôi. Đấy. Phí vận chuyển sẽ bằng tổng trị giá này, sẽ bằng này. Tổng trị giá đâu? Tổng trị giá đây. Đúng không? Tổng trị giá này chia cho tổng số lượng là 344, chia cho 344, được chưa? Đấy. Sau đó là nhân số lượng, nhân 10%, nhân với số lượng đâu? Nhân với số lượng. À, lại nhân 10%, nhân 10% là 0.1. Đấy, đúng không? Đấy là cái 10%. Tuy nhiên là cái phần mà tổng số lượng và tổng giá trị là chúng ta phải cố định nó lại bằng thêm cách thêm đô la vào đây. Đấy, đô la vào đây. Đô la vào đây. Đô la F, đô la D, đô la 11. Đây, còn phải đô la nữa. Đấy, chúng ta phải đô la vào để chúng ta cố định hai cái giá trị này, giá trị tổng của số lượng và tổng của giá trị, thì nó sẽ ra kết. Đấy, là phí vận chuyển đây. Đấy, chúng ta chỉ việc kéo xuống để cho các cái loại tiếp theo, loại A, loại B. Đấy, phí vận chuyển đấy, thì chúng ta sẽ bỏ cái dấu chấm đằng sau đi bằng cách format này và phần số này chúng ta bỏ phần đấy. Ok rồi đấy, thằng riêng cái phí vận chuyển cái này là 12 triệu, loại B là 22 triệu này, 27 triệu này, đấy, cái này 37 triệu. À, chúng ta sẽ tính được cái phí vận chuyển rồi. Ok nha. Ok. Sau tính tiền bằng giá trị cộng thuế cộng phí vận chuyển. Tiền đâu? Ở đây, tiền đấy là bằng này. Giá tiền bằng trị giá cộng thuế cộng phí vận chuyển. Trị giá cộng thuế cộng... đấy, sẽ bằng cái này. Đấy, cộng với cái này, cộng với cái này, thế vậy thì nó sẽ ra cái số tiền. Đấy, tương tự chúng ta sẽ kéo xuống để được ra các cái này. Ok. Đấy, cái này là xong rồi nhá. Phí vận chuyển sẽ bằng 10% rồi, đánh dấu vàng vào. Và cái tiền này cũng đánh xong rồi này. Chúng ta sẽ ok hết ở đây. Đấy. Hết. Bây giờ sắp xếp bảng tính theo tăng dần theo cột phí vận chuyển. Rồi ok, để sắp xếp cái bảng này nhá. Theo cái phí vận chuyển là theo cột này. Thì chúng bằng cách là chúng ta chọn bôi đen toàn bộ cái bảng này, bỏ cái phần tổng đi. Được chưa? Chúng ta chỉ sắp xếp cái phần mà các cái mặt hàng này thôi. Phần tổng không sắp xếp. Ok. Và cái phần mà đấy, chúng ta chỉ bôi đen cái số liệu này thôi để sắp xếp theo, sắp xếp theo chiều tăng dần theo cột phí vận chuyển. Ok. Để sắp xếp nó chúng ta sẽ chọn vào data, chọn sort, đúng không? Sau đó thì với cái cột thì chúng ta sẽ chọn cột phí vận
Đúng rồi, chọn phí vận chuyển. Và đây là sắp xếp theo chiều tăng tăng dần. Ok, thì nó sẽ sắp xếp theo chiều tăng. Ok, đó. Thì chúng ta đã được theo chiều tăng dần là 23, 60, 450, 480, 570, 599. Ok, đã xong. Câu 8 này đã xong nhá. Thì chúng ta lại tích ok vào đây. Rồi. Đến câu 9 là định dạng văn bản bảng tính và lưu bài với bài 6. Ok, chúng ta định dạng lại, chúng ta lưu vào, chúng ta save, đúng không? Chúng ta chọn bài, ví dụ lưu vào desktop chẳng hạn. Chúng ta ghi là bài 6. Bài 6. Rồi, ok, đã xong. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái bài toán tính tiền nhập hàng. Rồi, cảm ơn các bạn.